Rồi, em Linh, kênh Đồ Nhật Bãi, xin kính chào toàn thể mọi người. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hôm nay em có một ít hàng lên phục vụ mọi người nha. Mọi người xem video, nếu ai đăng ký rồi thì em cảm ơn nha. Và nhớ, nếu đăng ký rồi thì nhớ nhấn cái chuông nha mọi người. Nhấn vào hình cái chuông để cập nhật video mới, để kịp thời mua những cái mặt hàng mà nó phù hợp với công việc cũng như là sở thích của mình. Còn ai chưa đăng ký thì em xin mọi người vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nha. Rồi cũng nhấn vô cái chuông để cập nhật video mới. Rồi em cũng xin nhắc lại là cái hình thức mua bán là giao hàng nha mọi người. Thì em bán hàng qua hai hình thức, là một là thanh toán tức là chuyển khoản thì em bao ship. Còn nếu như mà khách yêu cầu ship code, tức là ship COD, thì cái khoản đó thì khách trả phí giùm em nha. Rồi, và cũng lưu ý mọi người là khi mà nhắn tin đặt hàng á, thì mọi người vui lòng là nhắn mã đầy đủ mã số giùm em nha. Hoặc là khi mà chuyển khoản á, thì xin mọi người vui lòng là nhắn số điện thoại vô hoặc là nhắn cái mã hàng vô. Tại vì có nhiều đơn hàng nó cùng giá đó mọi người, cho nên em không có biết là cái đơn hàng đó của khách nào. Mà khách nhiều khi khách chuyển khoản xong rồi khách cũng không có điện thoại hay nhắn tin gì cho em hết, cho nên em không có biết. Vì vậy em cũng không biết đường mà phản hồi lại cho khách nữa. Đấy, em xin lưu ý mọi người cái vấn đề đó ha. Rồi, em xin tiết kiệm thời gian, em xin mô tả chi tiết nha. Hôm nay em cũng có một ít mặt hàng nè. Đó, mọi người thì cũng nhìn thấy tổng quan rồi ha. Thì em xin đi mô tả chi tiết. Thì đầu tiên là cái bộ cà lê. Một cái bộ cà lê hai đầu dòng. Thì cái bộ này á, là cái bộ này là khá đẹp. Là có một cái anh khách ảnh dặn em, nhưng mà em quên cái thông tin của anh, em không có lưu lại thông tin nên em quên rồi. Thì nếu như mà anh khách đó anh có xem video á thì anh tham khảo nha. Thì anh có dặn em là tìm một cái bộ mới, một bộ còn tương đối đẹp cho anh. Thì đây là bộ này đây. Nó bộ này nè. Nó bao gồm 2 4 6 7 cây. 7 cây này là mã số, này là mã số mã số nó đâu rồi? Đây nè. Mã số 121. Giá 420.000. Mã số 121 giá 420.000. Coi lên nét quá. Rồi, em mô tả luôn. Nó bao gồm 2, 4, 6, 7 cây nha mọi người. Thì bộ này là em cố gắng em lựa và em vệ sinh thật sạch và thật kỹ cho mọi người. Thì cái cây đầu tiên là cây số 810 nha mọi người. Cây số 810. Cây 810 này là của Amon nha mọi người. Amon nè. Cái zip này đi Nhật. Đó, nói chung cái bộ này em lựa là rất là đẹp nha mọi người. 810. Rồi tới cây 11 13. 11 13 này của KTC. Cái này thì nó có hơi nổ đây chút xíu. Cây 11, 13 của KTC. Có lên nét quá. Rồi tới cây
10 12. 10 12 là của cái hiệu D. Đai D nè mọi người. 10 12. Xa thì mọi người nhìn không rõ. Gần thì nó không thấy nét được. Mười 12 hai khá đẹp. Rồi cây 12 14. 12 14 thì cái cây này là cũng cái 12 14 này là của Tonton nha mọi người. Mình quá, cái Samsung này nó không có lấy nét được. Rồi cái cây 14 17, đồng 14, đồng 17, cái này của Super nha mọi người. Super đẹp lắm. Cây 17 19 17 19, cái này của KS nè mọi người, đẹp. Thì có cây 22 24 này á, 79 22 24. Cây 22 24 này á thì nó không được đẹp bằng mấy cây kia, nhưng mà nó chưa sử dụng đó, nhưng mà tại nó quăng bãi thì nó có nổ chút đỉnh. Cây 22 24 của Tonton luôn nè. Nói chung cái bộ này còn rất là ok mọi người, rất đẹp nha. Thì anh có coi, anh mà dặn em đó, anh có coi thì anh tham khảo nha. Đó thì bộ này là mã số là 121, giá 120 ngàn. Ủa, em lộn, giá 420 ngàn. 420 ngàn nha mọi người. 120 ngàn là em dẹp tiệm số luôn á. Rồi tới cái bộ số 2 cũng là đầu dòng đầu miệng. Thì cái bộ này nó, cái bộ này nó mã số là 122, thì giá nó có 370 ngàn thôi. Thì bộ này nó có 2 4 6 cây. Rồi bộ này thì nó cũng tương đối đẹp, nhưng mà nếu mà so cái mức độ đẹp thì nó không có bằng cái bộ đầu tiên đó. Thì cái cây này là cái cây 810 nè. Cái này của KTC mọi người. Cái này cũng đẹp nè. Mới can xà beng luôn. Rồi cây 810 rồi cây 11 13. 11 13 của Asahi. À, cũng đẹp, mới can. Nếu mọi người có thể nhìn thấy nó gần giống như là đồ mới mua ở ngoài nhà ngoài chợ vậy mọi người. 11 13 rồi tới cây 10 12. Cái 10 12 của Koto khá đẹp nha mọi người. Rồi cây 12 14. 12 14 này của 12 14 này cũng nào đấy. Ôi, để ngược đọc quá, để ngược đọc ra phải rồi. Của Sanki. 12 14 là của Sanki mọi người. Cũng đẹp. Rồi cây 14 17. 14 17 của Super. Đẹp luôn. À, cái đầu 14 này nó bị nổ. Đầu 17 thì còn đẹp. Rồi cây 19 21. Cây 19 21. Cái này cũng bị nổ. Cái này cũng của Sanki luôn. Đó, thì cái bộ này nó em nó rồi là nó không có đẹp bằng cái bộ kia, bộ đầu tiên. Đó. Rồi cái bộ này là mã số là 122, giá 370 ngàn. Rồi tới 123 thì cái bộ hai miệng. Bộ hai miệng nha mọi người. 123 là bộ hai miệng. Thì cái này
mấy anh em mà làm mấy cái đồ xe máy hoặc là bên xe đạp điện nữa ha. Thì nó đây nè, cây số 7, số 8 là của Sankey nè, đẹp, nói chung bộ này cũng đẹp. Cây số 8, số 9, số 8, số 9 của Sankey luôn, đẹp. Rồi cây số 10, 12, ở này là nguyên dòng họ Sankey nè, dòng họ nó kéo vô đây hết rồi. Rồi tới 11, 13, này họ khác tên tên mấy keng. Rồi cây 12, 14 của Igaka mấy keng à, mọi người. Rồi cây 12, 14. Rồi cây cây này là cây mà 14, 15 á gì mọi người. Nói chung cây này là cây 14, 15 á gì đây nè, để gì đó mình đo, để em đo coi. Cái này nó được đúng rồi, cái này là 15 nè, 15 nè mọi người, 15, 17 quá, đúng rồi 15, 17 mọi người, cái này 15, 17 nha. Đó. Rồi tới cây 16, 17, cái 16, 17 của Venus, 16, 17 của Venus. Rồi tới cây 19, 21 của KTC. Rồi đó, nó bao nhiêu đó mọi người, nó bao gồm cũng một nắm luôn nè, 2, 4, 6, 7, 8 cây, 8 cây thì mã số nó là 123 giá 270.000 nha mọi người. Rồi giờ tới kèm này là 124 giá 120.000 là cái kèm răng còn mới can luôn mọi người, của Speed nè ha, mọi người nhìn thấy ha, còn mới can span luôn nè, mới can luôn á mọi người, cán vỏ còn nguyên nha, vỏ còn nguyên, dây điện nha mọi người. Ha. Đứt nha mọi người. Đó. Lưỡi còn nguyên nha mọi người, cây này mới can luôn nha mọi người, lưỡi là còn nguyên luôn nha, không có nhăm mẻ gì hết nha mọi người, răng là cũng vậy nha, răng là còn mới luôn, còn nước sơn luôn nha mọi người, còn nước sơn luôn á. Rồi cây này mã số là 1124 giá 120.000 nha mọi người. Rồi tới 125. Rồi 125 giá 130.000 là cái kèm cắt tút dây điện, cái này có chết mắt nha mọi người nha, chết mắt này mọi người thấy ha, đó thì giá đó là 130.000, 130.000 nha mọi người, mã số 123, 130.000 là cái kèm cắt tút dây điện, cái lỗ này lỗ tút nha mọi người, cái lỗ này nó tút cái dây này dắt dây 2.0 nha mọi người. Rồi dây 1.5 cũng được. Nãy giờ em quên đo cái cây. Thì cây này nó dài 16 nha mọi người. Cây này dài 16 nha. Còn cái cây kìm răng lúc nãy. À, 165 nha mọi người. Giống như 16 á. Đó, cái kèm này kèm cắt tút dây điện, em tút thử dây 1.5 coi. Dây 1.5 thì ok.
nó cắt khúc ngoài này nha mọi người, khúc trong này nó bị răng nó bị kiểu như nó bị hơi cùng nha mọi người. Ở phía trong nè, ở phía trong này mình cũng ít cắt lắm, mình cắt phía ngoài thôi, phía ngoài thì còn nguyên à, phía ngoài còn nguyên, phía ngoài răng không nhăm không mẻ gì hết nha mọi người ha. Phía ngoài là răng không nhăm không mẻ gì hết đó. Đó rồi, đây là mã số 125 giá 130.000 nha mọi người, là cây kèm cắt tút dây điện dài 15 của Checkmark. Rồi tới 126 cũng là cây kèm cắt nhưng mà nó không có tước dây điện, giá 120.000. Thì kích thước thì nó chắc cũng bằng kia thôi. Kích thước thì nó cũng 16 á mọi người, 16 ha. Thì kèm này nó chỉ cắt thôi, kèm này của Speed. Speed nè, Speed nó cùng hãng như lại cái thằng kèm răng á, da băng. Cái này cũng còn mới nha mọi người, cái này còn mới nha, mới ken luôn á. Vỏ nè, vỏ nó còn nguyên à, chỉ dính bụi bẩn rồi thôi, dơ rồi thôi, chứ còn vỏ còn nguyên luôn nha. Mấy kèm này mình sử dụng trong ngành điện là ok luôn nha mọi người. Đó, nó cắt thì đứt ngọt hết nha mọi người, nhưng mà nó không có được búng nha, nó không được búng. Mà chắc dây nhỏ hơn dây lớn thì nó mới cắt ngon. Như dây này dây 2.5 nè, dây 2.5 á, dây một lỗi mọi người. Rồi kìm cắt, kìm cắt mã số 126 giá 120.000 đó, lại kìm cắt. Rồi tới 127. 127 là cái kìm nhọn mà nó thiết kế hơi ngộ mọi người. Cây này thì của thằng, cây này là của thằng Denko nha mọi người. Nó có chữ Denko ở đây nè, mà nó mờ lắm, nó mờ lắm, tại vì em vệ sinh em chà nó bay mất tiêu rồi, nên nó in, nó in mực á. Thì mã số 127 giá 70.000, mã số 127 nha mọi người, là cái kìm nhọn. Thì kìm nhọn nó dài cũng 16 rồi mọi người, 16.5. Cái kìm này thì nó cũng mới đó, nó cũng mới đó mọi người, mọi người thấy nước sơn nữa ha. Nhưng mà có cái là cái lưỡi cắt ở trong này nè, nó thiết kế ngộ nha mọi người. Đó, thiết kế lưỡi cắt nè, nó thiết kế lưỡi cắt vậy đó, nó không giống như cái mấy kìm kia. Nó thiết kế lưỡi cắt vậy nè, mà lưỡi cắt này nó bị nhăm nhăm nha mọi người, nó không có mẻ nhưng mà nó bị nhăm nhăm vậy đó. Nó cắt thì dây nhỏ nó cắt không được, dây 1.5 rồi nó cắt không được đâu, nó mới cắt dây từ dây 2.5 nè, mấy dây lớn vậy nè, mấy dây lớn thì cắt ok đấy mọi người, dây lớn nó cắt ok này ha. Đó, như là cái vỏ của nó cũng không có bám chắc, cho nên cây này bán rẻ thôi, giá bán 70.000 thôi. Cây này mọi người xài vẫn ok nha, răng thì còn nguyên nha mọi người, răng còn nguyên nha mọi người, cây mới luôn á. Nhưng mà chủ yếu là chắc người ta sử dụng cát cắt này nhiều nè. Đó, rồi 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 tới mã số 128. Mã số 128 giá 100.000, là nó là cây kìm mũi nhọn cong của hãng Daiso nha mọi người, hãng Daiso nha, Daiso vỏ màu tím á, màu tím đẹp ha, Daiso vỏ dày lắm, thiết kế chống trượt luôn. Này trong ngành điện ok nha mọi người. Thì lưỡi nó còn ok nha mọi người, răng lưỡi nó còn ok hết nha ha. Thì kích thước nó cũng 16 thôi đó. Răng này mọi người thấy không, còn răng đều ha. Rồi cắt, cắt thì ok đó. Đó, nó mã số là 128 giá 100.000. Rồi
Rồi em xin dừng cái tạm dừng ở đây nha mọi người. Rồi em sẽ lên tiếp một clip nữa. Thì clip này là clip số 12. Rồi một xíu em sẽ lên tiếp cái clip số 13 nha mọi người. Cũng còn một ít hàng ha. Đó. Rồi xin cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.